thay mặt cho đội diện thì cũng xin chúc tất cả các anh chị và gia đình có một cái chuyến đi chơi vui vẻ, cho kết là có một đêm gala dinner ngon miệng, vui vẻ và các bạn trẻ nhiệt tình để tham gia các trò chơi được đẹp chắc bởi MC Phương. Và xin trân trọng và cảm ơn.